Năm là tưng bừng vậy, cứ đi một tháng như năm ngoái, cứ tháng đây cuối năm về đi cũng cùng được 3 chuyến, mình đỡ dồn tiền vậy, tới chuyến cuối cùng vậy là mình cầm về một lần luôn. Mà bao nhiêu anh? Là thì khoảng tầm 3 chuyến thì tầm 15-16 triệu, rồi là chủ xe người ta lì xì cho mình nữa là cũng tầm 17-18 triệu cầm về một lần vậy, vợ con nó mừng. Nhưng mà năm nay chắc cầm về không có mấy triệu bạc, không đủ tiền ở nhà vợ con nó ăn với nó uống sữa mà làm gì. Em đều phải cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Hôm nay thì vì anh em mình đến đây nên anh Linh mới chật vật chạy đi ra trước mua những cái cốc nhỏ như thế này nè. Những cái cốc như thế này là có giá, cô bác anh chị thấy là 5.000 đồng một cốc. Khách cứ không có được xuống xe chạy bến bãi nó dậy nó mới sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ quá nhiều lúc cũng khổ. Tại sớm mà bây giờ trời nó lạnh đây, nhiều lúc nó bí quá, bây giờ cái nhà vệ sinh nó xa quá, đậu xe lắc xe lơ mỗi lần chờ đi tới đó nữa thôi chứ nó làm gì nữa. Hiện tại thì Phong đang có mặt tại một bãi xe nằm ngay tại Dốc Quýt, rất gần với cửa khẩu Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn và giáp với Trung Quốc. Và hiện giờ xung quanh hai bên đường này thì có khá là nhiều xe container. Từ sáng đến giờ thì Phong và anh Bùi Hồ cũng đã trò chuyện rất là nhiều với các bác tài, những cái tài xế xe đầu kéo. Và suốt những cái thời gian qua thì hàng nông sản ở Việt Nam không thể nào xuất khẩu sang Trung Quốc. Và các bác tài xế hiện giờ đang sống một cuộc sống khá là chật vật, đang nằm ở cửa khẩu để chờ cái việc thông thương để đưa nông sản đi. Và hôm nay thì có dịp cùng với anh em trò chuyện và cùng nhau hòa chung với cuộc sống của mọi người. Và phía sau này thì anh Gin hả? Anh Gin đang nấu nước sôi pha trà cho mấy anh em uống. Và đây là cuộc sống thường nhật của mọi người. Và xe bên này là xe của anh Linh, đã suốt 17 ngày rồi bị kẹt ở cửa khẩu, 17 ngày sống với cuộc sống thiếu thốn nước khá là nghiêm trọng. Và hôm nay thì do tụi mình là những cái vị khách đến cho nên là mọi người đang đãi một cái món uống trà, tại vì giờ thời tiết đang còn khoảng 13 độ C thôi. Phong đây ơi, nấu nước sôi nè. Em coi những cái cốc tự chế đi, cái ly tự chế. Ly này là cà phê nè, chứ không có gì hết. Sáng giờ là chưa được uống cà phê nên giờ thấy cà phê chảy ra miếng luôn. Đây là cái tủ dạ chiến là mọi người dựng lên làm cái bếp, cái nơi hậu cần sinh hoạt, nấu nướng, pha trà. Do là tình hình dịch bệnh cho nên mọi người cũng ngại di chuyển ra quán xá rồi á, hay ngồi ở đây ăn uống rồi mọi người sẽ lên xe nằm ấm trà. Có sữa hả? Sữa để pha cà phê hả? Còn giờ hết rồi, lâu rồi hết rồi. Còn cái này là chắc vừa rồi hôm qua là mình mua để dành lương thực khi lúc mà thiếu thốn nó hết rồi, nó đồng là mình xài cái đồ đó. Còn gạo còn nhiều không? Gạo hết rồi. Gạo hết rồi hả? Chúc anh đi mua. Bên này nhưng là ra mới ra thì còn bây giờ nằm lâu hết thì mọi thứ bây giờ nó cũng như là hết rồi, cạn kiệt hết rồi. Xe của anh Gin là kẹt ở cửa khẩu bao nhiêu ngày rồi? 8 ngày rồi. Hiện giờ anh bốc số thứ mấy và khả năng là bao nhiêu ngày nữa là mình mới tới lượt sang Trung Quốc? Bây giờ mình cũng không biết được, tại vì bây giờ mình nhờ vào Trung Quốc mà, nhờ vào khẩu mà, mình đâu có biết được ngày nào, khi nào người ta bảo qua là qua thôi. Giờ mình cũng không biết ngày nào. Giờ mình đâu dám nói là 5 ngày 7 ngày được, đúng không? Tình hình là nhờ vào cửa khẩu. Nhưng mà anh Linh là ở tài số mấy anh Linh? Anh Gin chứ? 3146. 3146 là còn phải 8 tiếng ngày nữa rồi. Nếu mình nhanh thì 5 ngày nữa. 5 là nhanh. 5. Nhanh 5 ngày nữa, chậm thì cả tuần 10 ngày nữa, đó nhờ vào khẩu thôi. Nhờ vào khẩu. Khẩu mấy shop là làm việc nhanh gọn. Mình bán hàng nhanh, bán nhanh. Anh em về ăn Tết. Chậm thì thôi, bây giờ phải chờ chấp nhận thôi. Kể giờ là mặt hàng Thanh Long á là đã coi như là không thể nào đi được rồi. Rồi. Giờ chỉ còn sòi dưới mít nè. Giờ chỉ chờ sòi dưới mít. Mấy anh em này cũng may mắn là đang chở mặt hàng sòi cho nên là vẫn còn hy vọng là xuất khẩu được. Còn Thanh Long là coi như là chặt vật rồi. Nãy giờ là đoàn xe từ cửa khẩu quay ngược về lại Hà Nội rất là nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là chà. Sáng anh em chở cà phê. Giờ có ly mới đâu mình chờ cái này. Mua ly mới luôn. Mua nó bán mắc lắm. Bên này bán mắc lắm. Mỗi cái ly như thế là bao nhiêu tiền anh? 5.000 một ly. Quá trời. Trời. 5.000 một cái ly. Ly không vậy, ly nhựa vậy là 5.000. Em đếm coi bao nhiêu cái không? Rẻ lắm. Ôi trời, một cây nè.
Một cây dài này mua ở Sài Gòn 2 ngàn. Một cây dài. Đúng rồi. 2 ngàn nha. Tại vì hôm trước mình bán, mình phát nước cho bà con uống là mình mua cây này 2 ngàn thôi à. 5 ngàn. Em lúc nãy em có nghe anh Linh chia sẻ rằng là mỗi một ngày như thế 4 người là tốn gần 2 triệu bạc. Gần 1 triệu. Gần 1 triệu bạc. Tiền gì mắc nhất? Trà này em mua ngon không? Chớ dạ. Ở đó em mua cái trà ngon không? Ông vui là cái trà này là trà ngon này. Để chớ nó ráng được. 1 triệu đó là thứ gì mắc nhất anh Linh? Đồ ăn là mắc nhất. À, mình mua những cái món gì mà mắc nhất? Thường thịt ra khoảng bao nhiêu? Thịt cá là mắc nhất. Thịt heo thì khoảng bao nhiêu một ký anh hơn? Thịt heo khoảng 130, 140 một ký. Còn thịt gà? Thịt gà thì một con tầm một ký nó khoảng 250. Ký rưỡi, 250. Gà đó là gà công nghiệp hay là gà nuôi mình ạ? Đa số là gà công nghiệp hết chứ cũng không có gà nuôi mình. Cơ bản là mình không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn. Tại vì từ đây vô trung tâm thành phố Lạng Sơn là 10 cây ha. 10 cây thì mua đâu được, bỏ tài bỏ công đi đâu được. Cho nên là giá nào cũng phải mua để trụ qua cơm 3 bữa. Từ cái việc mà rất là nhiều container đang đậu ở đây nên là nữ là vật vá, giật giá là tự dân ở đây người ta niêm yết luôn hả? Không, ở đây thì nói chung là những người họ buôn bán họ chứ cũng không phải là dân, cũng không phải là do bến do bãi. Tự quán rồi tự mua thôi ha. Này, khá bất ngờ này, đang ở đây mà một cái ly nước ly nhựa thôi à. Có giá là 2 ngàn đồng. 5 ngàn chứ, 5 ngàn đồng. Khiếp rồi. Nên hồi nãy lúc nãy anh có nói với em mà coi những cái ly tự chế đó, tự cái ly mà cắt từ những cái chai Pepsi ra đó phải không? Bây giờ thì mọi người đang pha cà phê rồi pha trà uống buổi chiều. Giờ này thì nhiệt độ đang xuống lạnh lắm. Một hộp cà phê giá 120.000. Hộp này 120.000. Hộp này mua ở cửa hàng Tiện Ích ở Sài Gòn á. Mình mua hay uống là mình hay uống cà phê này biết nhé nè. 60.000. 52.000. Ừ, 52.000 nhưng mà bây giờ bán 100 hơn 120.000 tức là gấp đôi, gấp ba. Quá trời ha. Còn nếu mà mắc kẹt bên Trung Quốc là sao ta? Còn rất nhiều anh em tài xế bị mắc kẹt bên Trung Quốc chưa về nước được. Người tài xế 2 năm rồi em mới trở lại cửa khẩu này. 2 năm trước thì em thấy anh em tài xế đã khổ rồi. Ra ở đây là mình đổi bao nhiêu một bình như thế ha anh Linh? Bữa anh mua nhiều, anh đấu nhiều bình hay anh nhìn? Anh đấu ở nhà mà, còn ở nhà theo giờ ở này mắc lắm. Ở nhà ở này một lót ra tới 7 đến 1 ngàn. Còn đúng rồi. Nước lọc hay sao? Nước lọc hay sao anh? Nước lọc thì mình mua theo hết. Nước lọc là như một thùng A3 Fina là 140.000 một thùng. Thùng bao nhiêu lít nói anh không biết. Một thùng nước lọc A3 Fina 24 chai. 140 là hình như gấp đôi, cũng gấp đôi luôn rồi. Một chai là nửa lít hả? Vâng, một chai nửa lít. Nên tất cả các sinh hoạt ở đây anh em đều phải cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Hôm nay thì vì anh em mình đến đây nên anh Linh mới chật vật chạy đi ra trước mua những cái cốc nhỏ như thế này nè. Những cái cốc như thế này là có giá cô bác anh chị thấy là 5.000 đồng một cốc. Em xây cho nên còn này cho mọi người dễ ngồi nè. Anh Linh là có gia đình chưa? Dạ chưa anh. À, chắc có lẽ là sau cái chuyến hàng này cũng ngại di chuyển chở hàng nông sản đi xuất khẩu quá ha. Vâng, giờ anh em này nói chung cũng trong do bỏ được xe hàng để ăn Tết cùng gia đình. Và có thể là đây là chuyến hàng cuối cùng đối với mọi người xuất khẩu Trung Quốc. Nếu mà có chuyến hàng tới thì sẽ chỉ chở nội địa thôi. Giờ chỉ trông mong về đẩy hàng đi là khỏe.
cái không khí 13 độ, ngồi quay quần với lại các anh tài xế ở đây cảm thấy ấm lòng lại tí xíu hơn. Đi mà không có mấy anh em quen quen là buồn chết luôn á. Thôi lại gặp tập hương rồi ha, chung xe rồi. Các anh em mình ở đây bình định hết luôn ha. Đủ hết trơn, xe đây đủ tài, số tài xế bình định nhiều. Nói chuyện ca gối luôn rồi. Lạnh quá. Bây giờ là chiều nha, nửa còn 6-7 giờ tối chắc là coi như là cong queo luôn rồi. À, theo như mình được biết á, nghề tài xế là chủ yếu là bà con ở địa phương tỉnh Bình Định là nhiều nhất, tài xế đầu kéo. Và sau đó thì một số nơi như là huyện Tuy An ở tỉnh Phú Yên cũng khá là nhiều nè. Và các cái xe công container mà chở đi sang Trung Quốc á, phần lớn là đi từ các cái tỉnh miền Tây. Tại vì ở đó các cái hàng nông sản đưa đi sang Trung Quốc khá là nhiều. Cho nên là dân Bình Định lái xe cho các cái chủ xe ở miền Tây hoặc là chủ xe ở Bình Định chạy xuống miền Tây để đưa nông sản đi. Và đây là mọi người, mấy anh em ở đây là anh em đồng hương Bình Định hết luôn. Ngồi ở đây uống trà nè. Như anh trai đây là ở bãi xe dưới hả? Ở dưới. Anh là mắc kẹt bao nhiêu ngày? 15 ngày rồi. 15 ngày, nửa tháng đúng không? Gần gần bằng anh Linh. Có anh Gin này 8 ngày hả? Anh Gin anh cũng người... người... đầy hàng chục trở lên hết rồi, anh nào cũng mơ ngày trở lên hết. Coi như tháng này là bỏ hả? Tháng này nhận được 5 triệu rưỡi thôi à, về ăn Tết được rồi. Tháng này bánh chân không có thịt nữa. Bây giờ tiền bạc quan trọng nữa, chỉ có quan trọng là chỉ có trong cho qua được Trung Quốc, bỏ hàng được xe được cái gì thôi. Chứ còn bây giờ tiền làm gì nữa đâu có. Giờ lỡ kẹt cái xe hàng ngoài này rồi đâu có muốn tiền bạc nữa. Miễn cứ xe về được Việt Nam đi về dưới vợ với con là được rồi. Không có ham tiền bạc gì hết hả? Chứ bây giờ muốn ăn chơi nhiều hết mà bây giờ có mấy triệu bạc, bây giờ nằm ngoài này khổ quá. Bỏ xe bỏ hàng về không được. Vậy giờ trói thế rồi buộc phải bỏ được xe hàng ở bên Trung Quốc rồi mình về được Việt Nam là nó khỏe. Giờ không cần tiền nữa, rồi đi về được cái nhà là khỏe. Anh có vợ con chưa? Vợ ba đứa con rồi. Trời. Nhớ con nhiều hay nhớ vợ nhiều? Ghi vợ ba con nghe. Con vợ gì cũng nhớ, thì cũng được nhớ nhà nhiều nhất rồi. Giờ cũng muốn được về nhà mà đi cũng được đây. Ủa? Một vợ ba con hay là ba vợ một con? Một vợ ba con rồi. Anh tên gì? Hậu. Anh Hậu hả? Chừng em là xe mà muốn đi mê luôn, mê nghe tài xế luôn. Vợ của anh khi nghe cái cảnh này hoặc là xem qua TV đồ đó thì vợ anh lo dữ không anh Hậu? Đó, vợ nó nói thôi qua đây lỡ năm nay với năm sau nó không cho đi nữa. Nhà kiếm gì làm còn nhà cho rồi. Rồi không gọi là 5 triệu rưỡi là mình xài hết đâu luôn rồi. Không cái đấy thì tiền bạc thì cái đấy, giờ nhà vợ con có chứ ra đường thì mình có chú xe nó tính tiền rồi chứ mà nằm nó cố. Có tiền mà muốn ăn uống cái gì cũng được, điều kiện nó khó khăn quá. Mỗi lần muốn tắm rửa hay ăn uống gì nó không có. Nó khổ là khổ chỗ đó chứ còn nằm thì chắc ra nằm thì bao nhiêu năm nay nằm bao nhiêu lâu cũng được, mà bây giờ năm nay nó khó quá. Mỗi năm là tầm 5-7 ngày là xong chuyến xe rồi. Đây bây giờ đây 15 ngày mà chưa thấy gì hết đây. Nghĩ chắc phải dắt tháng á. Giờ đây còn cái cánh qua bên Trung Quốc rồi chờ xi không gì nữa. Chứ đâu phải nếu bỏ bên Việt Nam thì nó lại thoải mái hơn. Nói vậy chứ ngồi đây đếm từng ngày hả anh Hậu hả? Ngày ngồi đây đếm từng ngày á. Một ngày vợ con cái điện biết nhiêu lần. Một ngày như thế thì anh làm cái công việc gì cho mau qua cái thời gian nhất? Chỉ có ngồi nói chuyện với bạn bè con rồi ấy, rồi cứ lên nằm canh lạnh, ăn uống, tập trung anh em ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau thôi. Hết ngày chứ còn cứ quấn quấn lên xe không nó không chán. Khi mà đưa xe sang Trung Quốc là mình đang dịch cho nên là mình không có cầm vô lăng, mình đưa cho xe. Thì có sợ rằng là các cái bác tài khác họ không phải xe của họ không giữ không? Sợ đây, không? Cái đây có chứ. Với lại nó mới cách đây mấy ngày nó có một cái xe của tỉnh Bình Định nó qua bên nó bị cháy á. Dạ. Bây giờ anh cái xe chú riêng chú xe đó không là mất trắng cái xe đó rồi. Giờ cả gì mà tính ra một cái đầu xe đó là cả một gia tài gần 1,5 tỷ. Và bây giờ là cháy rồi, nếu như tính ra nếu như bên Việt Nam thì mình có mua bảo hiểm rồi thì nó còn có được mấy mươi phần trăm. Qua bên Trung Quốc bây giờ nào bây giờ cái tiền mà đợi kéo cái xe gì đó gì cũng phải mình cũng phải tự bỏ tiền ra. Bây giờ nó đang trên mấy cái trang mạng của hội lái xe anh em nó đang ủng hộ dữ lắm. Đáng lẽ bảo hiểm phải lo luôn cả cái chi phí đấy luôn á. Cái đấy mình nó bị khát nước cho nên nó rất là khó.
bị nhiều rồi, không phải là mới. Em chia sẻ thêm anh Hồ nè, phía bên Trung Quốc á, họ nắm đằng cán luôn. Có nghĩa là hàng hóa nông sản của mình á, họ không phải qua bên mình lấy mà bắt buộc phải xe mình đậu bên Trung Quốc. Tức là họ thu cả cái phí bãi bên đó. Rồi qua đó đâu phải là xuống hàng đâu. Chừng nào mà có hàng tới mua thì sang hàng qua đó, còn thôi cứ xem vẫn đậu vẫn chạy công lạnh bình thường. Cho nên là qua bên đó sợ tài xế họ không có tâm á, tài xế bên Trung Quốc họ không có tâm, họ để cho hàng hư nè, rồi họ chạy xe hư chấu hư càng rồi nữa, chạy phá lắm. Cho nên cũng lo. Vậy là mấy cái ngày mà xe qua Trung Quốc là càng sốt ruột hơn là sang ở Việt Nam luôn. Đúng rồi, xe qua Trung Quốc là sốt ruột hơn ở Việt Nam nhiều rồi chứ. Mình ăn uống yên mà tới khi nào mà nghe tin cái xe nó về là lúc đó là mới thoải mái được. Rồi chưa nói mình nếu như đi bên hữu nghị này là xe nó qua là tài xế phải vô khu cách ly tập trung. Ở là cứ 6-7 người một phòng. Ví dụ như anh em ở hết không sao, ví dụ như trong phòng đó mình không có bị mà lỡ có một người mà người ta bị dương tính là người ta chở hết cả phòng để cách ly luôn. Cách ly ở Trung Quốc. Cách ly ở bên Việt Nam á, họ chở xuống thành phố người ta cách ly. Cách ly là như F1 thì người ta cho cách ly 7 ngày. Chẳng hạn như giờ gần sát ngày Tết quá rồi mà xe chưa về mà lỡ trong phòng mà có một người bị là rồi mình khỏi về nhà luôn. Xe nó có về mình cũng đâu đi được. Sợ cái đó nữa. Mà chứ không phải là mình nằm ở những các quán nước ở cửa khẩu nữa. Không. Bây giờ phải đưa vô khu cách ly hết. Đúng rồi, xe qua là tài xế vô khu cách ly ở hết. Như cách đây một tháng thì người ta bị nặng quá cho nên người ta cho về mấy cái khách sạn của bên tỉnh, người ta cho mấy khách sạn đây ở. Mà bây giờ mấy khách sạn nó cũng bị vô bấy giờ nó cũng cho luôn. Thì người ta bắt cho tập trung ở hết. Ở bên Trung Quốc thì tiền bãi đậu xe mỗi ngày là nhiêu anh? Cái đấy thì mẫu luật nó mẫu khác nhau. Cứ chiều qua thì có mẫu luật nó tính mẫu tiền khác nhau, nó không có cố định được. Chắc có lẽ anh là cũng từng qua bên bãi Trung Quốc nhiều rồi ha. Cái đấy hồi trước cách đây mấy năm thì toàn bộ tài xế tự chạy chiều qua hết. Kể cho mọi người nghe được cái cuộc sống bên đó là sao anh? Cuộc sống bên đó nếu được tính ở bên Việt Nam thì cuộc sống bên đó nó phải gọi là kỷ luật chứ không phải là khó, nhưng mà càng kỷ luật nó càng khó với tài xế Việt Nam. Cái thứ nhất không được đi ra khỏi bãi, cái thứ hai là nếu ăn uống gì là phải ở trong đó, rồi lại đi vệ sinh rồi là phải có nơi có chỗ, chứ nếu như người ta đi như ở Việt Nam thì đi đâu cũng được, nó cũng dở rồi. Hôm qua Trung Quốc mà đi tầm bậy mà là nó đánh chết á, là đánh không có đường về luôn. Mày nửa đêm mất tiểu luôn sao? Phải ở trên xe mình chuẩn bị trước bịch hoặc là chai gì đó, chứ còn không là xuống dưới là nó thấy là nó bắt nhốt vào trong phòng nó đánh. Mình khác tiếng mình không có nói được. Vậy là kỷ luật. Nói chung là nó kỷ luật thì nó tốt đó, nhưng mà thành nó khó, tài xế Việt Nam quá. Vậy nửa đêm mà mắc tiểu là tự giải quyết trong chai luôn? Tự giải quyết hết chứ không có được xuống xe, tại vì bến bãi nó dậy nó mới sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ quá nhiều lúc cũng khổ. Tài xế mà bây giờ trời nó lạnh đây, nhiều lúc nó bí quá, bây giờ cái nhà vệ sinh nó xa quá, đậu xe lắc xe lơ mỗi lần chờ đi tới đó nữa thôi chứ nó làm gì nữa. Giờ buộc cái thớ rồi, xe lúc nào cũng phải có chai, không có bịch sẵn, cột xong ngồi đỡ đó rồi sáng mình vứt vô trong thùng rác. Gian nan ha, chẳng ai phải cố. Để kiếm được một đồng tiền đối với một tài xế thì đã khó rồi, mà khi qua được bạn khó hơn. Hồi nãy em nhẩm tính đó nha, bình thường một tài xế mà giỏi lắm là một ngày là 3 chuyến 2, mỗi tháng 3 chuyến 2. Đúng rồi. Cho 5,5 triệu là 2 chuyến là 10, là 15,5 triệu. Tính trung bình một ngày lao động của anh em tài xế là chưa được khoảng 750-800 ngàn. Nhưng mà gần xuyên suốt là chạy xe công lạnh này là hoạt động tới 18 tiếng. Trung bình một tài xế 18 tiếng, nghỉ ngơi được có 3-4 tiếng nha mấy. Mà cái áp lực nguy hiểm với nghề nữa nên cũng cao. Không có bảo hiểm, không có gì hết á. Nếu mình tính luôn cả cái phúc lợi xã hội thì đâu có gì đâu. Anh Linh là năm nay thì chạy cái tài công này được. Ủa anh Hậu chứ. Là được bao lâu anh? Đây được 6-7 năm rồi. Dừng ở đây giờ nó anh em cha đấy trong dòng họ vậy, giờ cứ sắm xe ở đồ đi thì nó ngờ rồi chứ giờ cái chữ nó không có, buộc phải làm lao động chân tay. Nhiều lúc chạy cái xe này nó khổ lắm, phải thức đêm thức hôm chạy ra. Mình anh em tài xế vài năm trở lại đây thì nó lại thoải mái, anh em tài xế nó hiếu với nhau nó được, còn mấy năm trước đường đi ra và đường phức tạp lắm, người này tranh giành người kia rồi nó lại khác vùng miền rồi nữa. Mấy năm trở lại đây thì nó hài hòa rồi, đỡ rồi, dỡ nói chuyện. Vậy là bây giờ tình hình nó cũng ổn rồi. Ổn. Có sự cố gì là anh em hỗ trợ hết. Đúng rồi, có sự cố gì nó không có, nó mạng Facebook rồi nên nó không nhiều, nó không có hỏi lái xe rồi anh em nó không hỗ trợ hư ống hoặc là xe gặp trục trặc cái này rồi tại tỉnh nào nó không có hỏi lái xe hết, người ta tới người ta hỗ trợ cho mình, nó không đỡ bớt. Bây giờ là hôm nay là ngày thứ hai chính thức là Trung Quốc nó không có nhận Thăng Long nữa.
là các xe ồ ạt, cho nên cái bãi hiện giờ nó cũng vắng mớt rồi anh Hồ. Bình thường thì chắc hai mấy ngày trước chắc kín luôn ha. Đúng rồi, mấy ngày trước là kín bãi, không có chỗ đậu. Đậu ngoài quốc lộ luôn hả? Đậu dọc quốc lộ. Em có biết nãy khi mà chạy cái từ thành phố Lạng Sơn lên đây á, dạ, thì hai bên dọc bên bán mít gãi gác, anh tưởng đâu là ủa anh hai anh em mình đang ở chợ Bình Điền chứ. Mít bán dọc đường ghê luôn á. Mít hiện giờ là nếu mà xả ra bán là khoảng 5.000 ký không ta? Tầm đấy. 5.000 một trái là khoảng 10 ký á. Trái khoảng chục ký không? Mười ký, mười mấy ký, 20 ký có, đi tù loại thì loại loại một, loại hai, loại ba, mít nhỏ, mít lớn, nhiều loại. Trái ôm về 50.000 ăn ứ hừ luôn á. Năm nay thì nói nếu thẳng ra thì năm nay thì dân Việt Nam ăn trái cây hơi nhiều. Như mọi năm, đúng như mọi năm mà tầm dày á thì mít nó cũng phải là mua, anh mua cái mít khoảng tầm mười mấy ký là phải tầm 400-500 ngàn một cái. Cho nên năm nay dân chưa nói bên đây là mít giải cứu, mít xoài, thanh long, thêm cái dưa nữa. Dưa hấu. À, đúng rồi, qua Tết là dưa hấu nè, tháng 3. Nay rồi chứ còn đâu qua Tết nay vô mùa rồi. Bây giờ riêng các tỉnh ở trên Gia Lai với lại Tây Nguyên là trồng dưa là bây giờ là thương lái không có tới thu mua nữa. Chứ giờ cửa khẩu nó đâu có cho đi đâu, tại vì cái hàng dưa đó là chỉ có đi cửa khẩu đi, thằng xe nóng ra mà chủ yếu là đi Tân Thanh. Bây giờ Tân Thanh đóng cửa đâu là dưa năm nay cũng phải giải cứu dưa nữa rồi. Vì năm nay nông dân khổ từ miền Tây cho đến miền Trung luôn. Đúng rồi, nông dân khổ, nông dân trồng trái cây hôm nay hết được. Xui nghĩa là sau dịch Covid 4-5 tháng trời thì cái việc mà đóng cửa Trung Quốc nó lại ập đến liền luôn, làm cho nông dân đã không lao động được lại khổ càng thêm khổ, khi mà có mặt hàng bán thì lại không bán được luôn. Vậy bây giờ nó khổ từ nói chung là dân giờ khổ điều hết. Tết năm nay bao đám chắc ăn trăm trăm là bánh chưng không có nhân thịt nào, sợ có đậu xanh ở trong cũng có nữa chứ giờ, chứ giờ làm cái gì vô vô như anh em tài xế đi tháng vậy, giờ có chiếc xe có 5 triệu mấy bạc thì bây giờ chưa nói trong cái thời gian một tháng đó mình ở ngoài đường thì cứ coi như là mình đang uống tiền ở ngoài đường đi, mà mình cầm gì có 5.5 triệu thì một tháng đó vợ con ở nhà nó ăn sao cho đủ. Bánh chưng không có nhân thịt, bánh chưng giờ không có nhân đậu xanh luôn chứ thịt gạo nếp không ấy chứ. Còn mấy còn vài hôm nữa là đến Tết rồi, cập rập bây giờ cái chuyến hàng này là trong cho nó xong, nó mà không ấy là mọi người phải ở xả hàng đi bán nữa. Tài xế kim luôn, nghe thương lái luôn hả? Anh Hậu anh chia sẻ, anh nói là không biết năm nay giờ gặp vợ con như thế nào nữa. Mỗi năm là tưng bừng vậy, cứ đi một tháng như năm ngoái, cứ tháng đây cuối năm về đi cũng tùm được 3 chuyến, mình đỡ dồn tiền vậy, tới chuyến cuối cùng vậy là mình cầm về một lần luôn. Mà bao nhiêu anh? Là thì khoảng tầm 3 chuyến thì tầm 15-16 triệu rồi, là chủ xe người ta lì xì cho mình nữa là cũng tầm 17-18 triệu cầm về một lần vậy, vợ con nó mừng. Nhưng mà năm nay chắc cầm về không? Có mấy triệu bạc không đủ tiền ở nhà, vợ con nó ăn với nó uống sữa mà làm cái gì.